Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cách chăm sóc chuột đồng, nuôi chuột đồng tại nhà. Các bạn thấy không? Bên này là chấu này. Chấu để khi chuột đi vệ sinh ra thì ra dấu thì mình sẽ dọn dẹp nó dễ dàng hơn, sẽ không bị bẩn ra nền nhà, nền chuồng. Những cái bóng này thường thường là mùa đông ấy thì mình sẽ sưởi ấm cho chuột. Và những khi nào mà tối thiếc ấy, mình đi đâu muộn về mình sẽ bật lên để cho chuột ăn dễ dàng hơn, dễ chăm sóc hơn. Còn như về mùa nực này thì là mình cũng phải thiết kế một cái quạt để đây, vì những thời tiết miền Bắc hiện tại là 37-38 độ rất chi là nóng nực, và chuột thì mình tận dụng xây chuồng chuột ở trên tầng 2 nên là rất nóng, nên mình phải bố trí một chiếc quạt thổi để quạt cho chuột nó đỡ nóng mát, sẽ được mát hơn. Bạn nhìn xem rất nhiều chuột xếp hàng dài luôn này. Cách chăm sóc chuột thì đơn giản như vậy thôi, như nước, và đặc biệt là lúc nào các bạn cũng phải đảm bảo đầy đủ nước cho chuột. Ở ngoài này mình sẽ dòng một cái vòi nước này. Vòi nước tận dụng lên trên tầng 2 để khi mà thay nước lên cho chuột thì nó sẽ dễ dàng hơn. Rửa giấy cũng như thay nước cho chuột thì không phải là mất công vận chuyển nước từ trên tầng 1 lên tầng 2. Như các bạn mà làm chuồng chuột ở dưới tầng 1 ấy, thì các bạn không cần phải làm nước, thiết kế vòi nước lên trên tầng như của mình, nó sẽ đơn giản hơn. Đây là nước cho chuột uống này. Đây, cũng nhiều chuột này. Một đống chuột đang nghỉ ngơi. Các bạn có thể thấy nhiều chuột, rất nhiều chuột. Chuột này chỉ nuôi trong vài tháng thì các bạn có thể bán được, xuất chuồng được. Các bạn có thể cho chuột ăn thóc, ăn ngô. Ăn cám và chân các loại tăng trọng. Lũ chuột ở kia là nó vừa ăn no xong nên là nó vẫn chưa muốn ăn nữa. Chuột rất là nhúc rất nhiều. Chuột này là nuôi chuột này là mình chỉ là nuôi chuột thương phẩm, chuột thịt thôi chứ không nuôi chuột đẻ. Chuột chất đống trên nhau, lên nhau luôn. Và quạt từ mùa này thì mình cho quạt hoạt động 24/24 luôn, để đảm bảo cho chuột là lúc nào cũng mát mẻ và không bị chết nóng. Nhiều chuột. Thank you.
Hiện nay thì thịt chuột ngày càng đang được ưa chuộng, nên là mọi người như ở chỗ mình ấy có một làng gọi là làng sa mạc ấy, thịt chuột, đặc sản thịt chuột, hầu như tất cả các du khách ở các nơi đều đến đây để mua thịt chuột, và nó là một đặc sản của vùng miền ấy. Thịt chuột thì giá tầm 130.000 một cân chưa chế biến, thể mua về chế biến, hoặc là ở đấy là có rất nhiều những cái quán chế biến thịt chuột sẵn, nhiều món chuột như là chuột ép lá chanh này, chuột quay lu này, vân vân, ăn rất chi là thơm ngon, không lẫn vào đâu được với các loại thịt chuột khác. Các loại thịt khác, thịt chuột có một hương vị rất gì là riêng biệt, ăn một lần và nhớ mãi mãi. Mà chuột ở ngoài đồng thì hiện tại là người ta săn bắt mãi nhiều nên là nó cũng cạn kiệt, không hết người săn bắt để bán lấy thịt, rồi là để bán cho các quán ăn quán nhậu đấy, nhiều ấy thì là cũng hết. Nên là giờ ở chỗ mình là mô hình nuôi chuột đồng tại nhà là nổi lên là rất nhiều, và rất nhiều nhà nuôi. Trung bình thu nhập mỗi năm thì nó cũng khoảng rơi vào tầm gần 1 tỷ. Nhưng mà các bạn chăm chỉ thì có nhiều người còn kiếm cả hơn cơ. Về cách chăm sóc chuột ấy thì các bạn nên nhớ là về mùa đông thì đảm bảo cho chuột ấm này. Các bạn mùa đông thì các bạn cũng phải vứt thêm ít, như của mình là có trấu rồi, vứt thêm ít rác, rơm rác ấy để cho chuột làm ổ cho nó ấm hơn, nó không bị chết rét. Còn về mùa hè thì các bạn nên bố trí quạt mát cho chuột. Nếu như là làm chuồng dưới đất mà mát rồi thì không cần quạt, như mình chỗ này là nóng ngực này thì là cần phải bố trí cho chuột cái quạt. Chuồng vẫn thường chuồng nên thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Để mình xin chia sẻ với các bạn là cách chăm sóc chuột đồng như như trên, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công với mô hình nuôi chuột đồng và sẽ sớm trở thành một tỷ phú nuôi chuột. Các bạn nhớ like và để lại ý kiến của mình ở bên dưới video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.